Chào, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa Thế nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đấy ạ à. Vậy nên nếu như các bạn đã có thể tham gia trong buổi học ngày hôm nay Thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nha Các bạn thân mến, như nội dung mà chị dự định sẽ chia sẻ cùng với chúng mình Ở trong buổi học ngày hôm nay Đó là chúng ta sẽ cùng trọng tâm tới nội dung về nghị luận xã hội được không ạ? À? Ở những buổi trước khi mà chia sẻ cùng với các em về cấu trúc của đề thi năm 2025 dự kiến, chúng ta có thể thấy rằng là ở trong phần viết ấy thì về cơ bản chúng ta vẫn sẽ có một cái phần uh, viết đoạn hoặc là viết bài nghị luận xã hội và đây vẫn là một trong số những cái dạng văn bản mà các bạn có thể thấy là chắc chắn là chúng ta sẽ phải biết viết đúng không nào thế thì không biết là đối với các bạn ở thời điểm hiện tại thì các em đã nắm được cách viết nghị luận xã hội hay chưa thế nhưng mà trước tiên để bắt đầu định hướng về cách viết thì chị sẽ nhắc lại cho chúng mình về cái định dạng và cấu trúc đề thi bộ giáo dục đã công bố Chúng ta sẽ cùng xem lại xem là câu nghị luận xã hội thì sẽ có những dạng nào các bạn nhá. Và trong cái quá trình mà chị chia sẻ cùng với các em, nếu như có bất cứ cái băn khoăn thắc mắc nào thì các bạn có thể để ở đây để chị em mình sẽ cùng với nhau giải quyết những cái băn khoăn thắc mắc đó nhá. Ok không ạ? Và các bạn ơi, nếu có bất cứ nội dung thắc mắc nào, chúng mình có thể để lại ở đây nha. Các em ơi, các bạn đã à, nắm được về cái nội dung mà ngày hôm nay chúng mình sẽ được chia sẻ chưa ạ? Các bạn ơi, chị sẽ bắt đầu nhá. Ok ạ. À. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng với nhau nói về cái định dạng và cấu trúc đề thi. Và cụ thể thì chúng mình sẽ đề cập đến cái dạng nghị luận xã hội mà sẽ có khả năng xuất hiện ở trong đề thi tốt nghiệp năm nay. Thì các bạn có thể thấy là cái câu nghị luận xã hội thì sẽ có hai loại đúng không ạ sẽ có hai loại đó là gì đây thứ nhất đó là viết nghị luận xã hội có liên quan đến văn bản phần đọc hiểu à đầu tiên sẽ là viết nghị luận xã hội có liên quan đến văn bản phần đọc hiểu đúng không ạ đó, ok chưa nào? Thì các bạn có thể thấy là thường nha. Thường ạ. À, nếu như mà nghị luận xã hội mà có liên quan đến văn bản phần đọc hiểu ấy thì khả năng cao sẽ là viết đoạn. À, được không ạ? À? Bởi vì chúng ta đều thấy là năm nay có một cái điều khác biệt là đề thi hoàn toàn có thể vào đoạn hoặc có thể vào bài. Tùy theo cái ngữ liệu đọc hiểu được đưa ra là như thế nào mà. Đấy, thế nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Nếu như mà nghị luận xã hội mà có liên quan đến văn bản phần đọc hiểu, thì đấy, chị nhắc rồi ạ, khả năng rất cao là chúng ta sẽ viết đoạn, nhá. Còn trường hợp thứ hai, sẽ có thể là một cái gì ạ? Viết nghị luận xã hội độc lập. Viết nghị luận xã hội độc lập được không ạ có nghĩa là như thế nào có nghĩa là không liên quan đến văn bản phần đọc hiểu không liên quan đến văn bản phần đọc hiểu được không ạ thì chúng ta chú ý này cái khả năng này dễ là sẽ viết bài à được không ạ hình thức khả năng cao sẽ là bài văn và chúng ta thấy rằng là ở cái dạng đề thi thứ hai này đây ạ à, tức là cái đây là dạng một nha đây là dạng hai nha thì ở cái dạng đề thi thứ hai này có thể đề bài sẽ nêu bằng các cách sau thứ nhất là bàn về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ bàn về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ được không ạ à? hoặc nhé là cũng có thể sẽ yêu cầu đó là viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội viết bài phát biểu hoặc có thể là viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào trong lễ phát động trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội hoặc một hoạt động xã hội ok chưa ạ hoặc cũng có thể nhé là viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm thư trao đổi một công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm thì như chị thấy nếu như mà xét về ở những cái dạng đề mà có thể ra khả năng cao hơn đương nhiên là người ta sẽ không đưa ra tất cả đâu chúng ta đều biết rõ điều đó đúng không về cơ bản là sẽ chỉ đưa ra một trong hai cái dạng này thôi và kể cả là ở trong dạng hai thì cũng sẽ đưa ra một hoặc trong ba cái dạng này thôi thì về cơ bản chị cho rằng là đối với cái loại thứ hai này thì cái khả năng cao là người ta sẽ cho vào đề này đó sẽ là bàn về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ khả năng cao Nhá, sẽ là bàn về một vấn đề Có liên quan đến tuổi trẻ à, Và đương nhiên rồi đây sẽ là viết đoạn Còn đây sẽ là viết bài Thì chúng mình thấy được rằng là Trong năm nay ấy sẽ đòi hỏi Và yêu cầu từ các bạn là phải đa di năng hơn Có nghĩa là các em Phải rất là linh hoạt Nếu đề bài mà yêu cầu viết đoạn Là mình phải biết hình thức viết đoạn Mà đề bài yêu cầu viết bài Thì mình phải triển khai theo được hình thức viết bài Đấy thế nên là Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy Nhá. à uh, chương trình mới chị cảm thấy đề nó sao ạ uh, chị cho rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều uh, những cái cách để tư duy sẽ có nhiều cái hướng mới để tư duy và chị cho rằng đấy là một cái rất là hay ạ uh, bây giờ thì chúng ta sẽ không tức là từ trước đến giờ thì ngay kể cả bản thân các giáo viên cũng không bao giờ nói rằng là các em học tủ Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng từ trước đến giờ thì có rất là nhiều các bạn học sinh thì vẫn đi theo cái chiều hướng là chúng ta bị phụ thuộc, có nghĩa là chúng ta chỉ học giới hạn trong như thế thôi. À, đó nên là chị thì chị cho rằng là về cơ bản là chúng ta sẽ phải chủ động nhìn nhận chương trình mới và đón nhận nó theo một cái hướng tư duy mới vì chỉ có cách là chúng ta phải thực sự gì ạ à, linh hoạt thì chúng ta mới xử lý được những cái dạng đề này vì uh, năm nay thì thứ nhất là về nội dung kiến thức cũng thay đổi này thứ hai là chúng ta thấy được rằng là về cái cấu trúc đề cũng rất là mới mẻ và chúng ta không thể gọi là học gọi là một cái giới hạn cụ thể được mà bắt buộc là chúng ta sẽ phải cố gắng để cho mọi thứ cái kiến thức chúng ta có nó phải rộng mở nhất. Đấy thế nên là chị cho rằng là sẽ có rất là nhiều hướng để chúng ta phát triển đấy ạ. Có rất là nhiều hướng để các bạn phát triển đối với đề này là một cái rất hay để bản thân các bạn học sinh phải thay đổi cái tư duy của mình rằng là học văn cũng phải có phương pháp và rèn luyện kỹ năng được không nào? thì ở đây chúng ta sẽ có đây là hai dạng nhé được chưa đây là hai dạng ok chưa ạ thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với a nhỏ là cái dạng đầu tiên này đó là viết bài nghị luận xã hội có liên quan đến văn bản phần đọc hiểu viết nghị luận xã hội có liên quan đến văn bản phần đọc hiểu. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là thường ấy là chúng ta sẽ có một cái văn bản ở đây sẽ là dạng đề rất là quen thuộc với các bạn, đúng không? Từ những năm 2015 cho đến 2024, đó là đề thi sẽ thường yêu cầu học sinh phát biểu suy nghĩ về một vấn đề xã hội được lấy ra từ nội dung của văn bản đọc hiểu tức là ở đây bản chất là chúng ta sẽ có một cái văn bản đọc hiểu được không ạ và ở đây thì các bạn sẽ thấy là từ cái văn bản đọc hiểu này người ta sẽ yêu cầu chúng ta đó là phát biểu suy nghĩ phát biểu suy nghĩ được không ạ sẽ yêu cầu chúng ta phát biểu suy nghĩ về một vấn đề xã hội được lấy từ văn bản đọc hiểu được không ạ à? được lấy từ văn bản đọc hiểu à có thể là một ý một vấn đề được đặt ra hoặc là một câu văn có ý nghĩa À, có thể là một ý một vấn đề đặt ra hay là một câu văn có ý nghĩa ok chưa ạ thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là à, chúng ta thấy được là rõ ràng là nếu như mà để nói về cái đề mà quen thuộc hơn đối với chúng mình thì đại đa các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thường là có hai cái đề dạng này đúng không ạ? À, còn thật ra ấy, là khi mà học về nghị luận xã hội thì cái dạng này là các bạn cũng đã biết viết rồi chứ không phải là không. thế nhưng nhá nếu như mà nhìn vào đề uh, minh họa những cái đề mẫu mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại theo chương trình mới thì các em sẽ thấy rất rõ một điều đó là chúng ta lại thường thi vào dạng đề này tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái trích dẫn được nêu ra ở đây, chẳng hạn ví dụ. Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần đọc hiểu. Leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em. Ví dụ là như vậy, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có ba dạng. Phải không? Chúng ta sẽ có ba dạng. Thật ra hai cái này thì chúng ta có thể gộp vào có nghĩa là như thế này nếu như đề bài đưa ra là một cái văn bản một cái vấn đề được rút ra từ một văn bản đọc hiểu thì các em vẫn thấy là kiểu đề sẽ có thể đưa ra nghị luận xã hội có thể đưa ra hai cách cách thứ nhất đó là đưa vấn đề một cách trực tiếp được không ạ à? đưa vấn đề một cách trực tiếp và cách thứ hai Đó là đưa vấn đề Một cách gián tiếp Được không ạ? À? Thì ở hai cái dạng này Điều khác nhau duy nhất nhá Sẽ chỉ là ở trong cái thao tác giải thích thôi ạ à. Chú ý giúp chị là như vậy Nhá Sẽ chỉ là gì ạ? À? Sẽ chỉ là khác nhau ở trong cái thao tác giải thích thôi Ok không nào? Về bản chất là chúng ta vẫn thấy là thường thì à, à, cái dung lượng mà người ta cho vẫn sẽ là 200 chữ. Đó. Thì chúng ta thấy nếu như mà đề bài đưa ra vấn đề một cách trực tiếp có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta có thể nói luôn là à, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về một vấn đề gì đấy được nêu ra ở trong văn bản phần đọc hiểu và người ta đề cập luôn đấy là cái vấn đề A chẳng hạn. Ví dụ thế nhưng đưa vấn đề một cách gián tiếp có nghĩa là như thế nào đưa vấn đề một cách gián tiếp có nghĩa là người ta sẽ đưa ra bằng một câu trích dẫn đó và đương nhiên là cái câu này là cái câu lấy ở đâu à một câu văn đúng không ạ lấy từ văn bản đọc hiểu đúng không ạ và về bản chất thì chúng ta đều hiểu rằng là tôi vẫn đang tập trung đi thiết lập một cái đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ và đương nhiên là trong quá trình thiết lập một cái đoạn văn như vậy thì tôi sẽ sử dụng đa dạng các thao tác lập luận. Và từ việc sử dụng đa dạng các thao tác lập luận thì tôi sẽ cần phải nêu ra được quan điểm và làm sáng tỏ được vấn đề, đúng không? Các bạn hiểu ý chị không ạ? À? Thế thì về cơ bản là thật ra về cái hướng triển khai, chị nghĩ là các em cũng đã khá là quen thuộc rồi. Các em đã khá là quen thuộc với hướng triển khai rồi. Chúng ta vẫn sẽ có các thao tác Ở đối với đoạn văn thì mình sẽ có đó là mở đoạn, đó là thân đoạn, đó là kết đoạn, đúng không? Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là đối với phần mở đoạn này thì điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải nêu ra được vấn đề. Được không ạ? Đối với thân đoạn thì chúng mình sẽ làm gì nhỉ? À, chúng ta sẽ tiến hành giải thích. Thế nhưng mà cái giải thích của cái vấn đề A này sẽ dễ hơn rất là nhiều so với giải thích của cái vấn đề này. Bởi vì bản chất là ở đây chúng ta thấy là Đề đưa ra một cách gián tiếp mà Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần phải giải thích được nghĩa ẩn Ở phía bên dưới của cái câu Mà lấy ra từ văn bản đấy Để từ đó chúng ta có thể suy ra được là Cái nội dung trọng tâm mà chúng mình sẽ cần bàn luận Cần trao đổi ở đây là gì Các bạn hiểu ý chị không ạ? Nhá? Ok không nào? À, đương nhiên là mỗi người thì sẽ có những cái quan điểm riêng chẳng hạn ví dụ như một cái câu mà chị vừa đưa ra đó là leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em thì chúng ta thấy được rằng là cái quan trọng nhất ở trong phần giải thích này đó là tôi cần phải tìm ra được nghĩa hàm ẩn đúng không ạ và các bạn cũng biết được rằng là nếu như nói về cái câu này thì nghĩa hàm ẩn ở đây là gì ví dụ như là với mỗi con người cần phải phấn đấu để đạt được thành tích để có thể gì ạ tiến đến thành công để mở mang đúng không để có hiểu biết sâu rộng chứ không phải là khoe mẽ với những người xung quanh để muốn mọi người biết đến mình chẳng hạn ví dụ mình giải những hàm ẩn của cái câu đó là như thế các bạn hiểu với chị không ạ thì sau đấy là cái những cái phần bàn luận tiếp theo của mình là mình sẽ bàn luận trọng tâm dựa vào cái thông điệp mà mình đã rút ra từ cái câu trích dẫn từ cái câu văn mà được lấy từ trong văn bản được không ạ tức là sau khi mà chúng mình tiến hành giải thích xong thì chúng ta vẫn sẽ có thao tác đó là phân tích và bàn luận được không ạ đó cái này thì làm quen thuộc rồi còn cái này thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì ạ dựa vào cái ý nghĩa cái thông điệp mà mình vừa làm rõ để mình bàn luận về ý nghĩa thông điệp này ok chưa ạ chẳng hạn ví dụ cái câu chị vừa đề cập là có hai vế vế thứ nhất đó là chúng ta nỗ lực để chúng ta đạt được một cái thành tựu và cái thành tựu đó là gì ạ là để cho chúng ta ngày càng mở mang có hiểu biết sâu rộng hơn Đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta dùng nó để khoe mẽ với mọi người xung quanh, để thể hiện với mọi người xung quanh và để mọi người xung quanh phải biết đến chúng ta. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là bám sát cái thông điệp mà mình vừa rút ra để mình làm rõ nó. Nhớ giúp chị là đối với cái dạng đề mà người ta có lấy một cái câu văn ấy ở trong ở trong cái văn bản ấy thì nó sẽ khá là có nhiều những cái góc độ nhìn nhận nhá miễn làm sao cái góc độ nhìn nhận của các bạn đúng hợp lý là ok được không ạ chứ không nhất thiết là ví dụ đối với cái câu đó là uh, các bạn gì ạ các bạn bảo là phải như vậy không ạ về cơ bản là chúng mình sẽ thấy là cái quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ cần phải uh, chúng ta sẽ cần phải rút ra được một cái ý nghĩa và thông điệp hợp lý là ok nhá sau đó đương nhiên các bạn vẫn sẽ chứng minh và các bạn sẽ rút ra bài học cái phần rút ra bài học này chứng minh này thì các bạn sẽ sử dụng các bằng chứng đúng không ạ còn rút ra bài học ở đây thì các bạn sẽ uh, chủ động liên hệ với bản thân mình đấy là mình rút ra được cái gì thường thì cái phần rút ra bài học này có thể các bạn sẽ để ở trong phần kết đoạn thế nhưng mà cũng có thể là cái này các bạn sẽ đẩy lên phần thân đoạn còn phần kết đoạn các bạn có thể rút ra được một cái thông điệp một cái bài học thật là ngắn gọn để truyền tải đến mọi người để khép lại bài viết thì cũng rất là hợp lý nhá. Ok chưa ạ? À? Chị nghĩ là đối với cái phần viết đoạn thì có lẽ là các em đã khá là quen thuộc rồi, đúng không? Hay sao ạ? À? Hay là viết bài với các em thì sẽ dễ hơn ạ? À? Đối với chúng mình thì viết bài dễ hơn hay là viết đoạn dễ hơn ạ? À? Các bạn, đối với các em thì viết bài dễ hơn hay là viết đoạn dễ hơn ạ? À? Nào Đối với chúng mình thì viết đoạn dễ hơn hay là viết bài dễ hơn? Các bạn nhỉ? Nào hãy trả lời cho chị biết nào. À, viết đoạn dễ hơn hay là viết bài dễ hơn ạ? À? à. Theo các bạn thì chúng ta viết bài dễ hơn hay là viết đoạn dễ hơn đây? Ờ, à, nào. Như chúng ta thấy là đây chỉ mới là một dạng thôi, đúng không? Đây mới chỉ là một dạng thôi. Đó, đây mới chỉ là một dạng thôi chị sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn có thể xem nhá. À, chị lại đang không có cái cuốn đó ở đây cơ. Thế thì chắc là phải để buổi tới chị sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể cho các bạn. Còn có lẽ là bây giờ chị sẽ nói luôn về cái dạng yêu cầu đó là viết nghị luận xã hội độc lập, không liên quan đến phần đọc hiểu. Và phần này chính là cái phần mà chúng mình sẽ viết bài đấy ạ. Ok chưa nào? Rồi, dạng 2 nhỏ B đó là Yêu cầu viết nghị luận xã hội độc lập. Yêu cầu viết nghị luận xã hội độc lập. Được không ạ? À? Yêu cầu viết nghị luận xã hội độc lập không liên quan đến văn bản đọc hiểu. Không liên quan đến văn bản đọc hiểu. OK không ạ? À? Thì như chị nói là có ba cái dạng chính đấy. Thế nhưng mà một trong số những cái dạng mà có lẽ là sẽ có cái khả năng xuất hiện nhiều hơn đó chính là gì ạ? À? Đó chính là cái dạng đề cập đến bàn về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ. Dạng này sẽ là dạng ngôi sao ạ, à. bàn về một vấn đề. có liên quan đến tuổi trẻ được không ạ? À? bàn về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ. À, chúng ta có thể thấy được rằng là à, đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ thay đổi về cái yêu cầu viết nghị luận xã hội so với đề thi tốt nghiệp của giai đoạn trước. Có nghĩa là yêu cầu về nghị luận xã hội có thể là sẽ không liên quan đến vấn đề đọc hiểu nữa. Và điều này thì đương nhiên rồi sẽ cho phép chúng ta có những cái nhìn nhận rộng mở hơn về các vấn đề đang diễn ra còn đương nhiên là những vấn đề được lựa chọn thì sẽ phải là những cái vấn đề gần gũi với đời sống của học sinh mà vẫn mang ý nghĩa giáo dục được không ạ à, và chúng ta có thể thấy rằng là à, theo cái định hướng này thì chúng ta có thể tham khảo à, cái bảng đề tài bàn luận những cái câu hỏi nghị luận xã hội độc lập sau đây hãy nhớ là đây chỉ là những cái vấn đề để các bạn tham khảo thôi còn về cơ bản thì chị cho rằng là chúng ta vẫn cần phải thứ nhất là trau dồi kiến thức trau dồi cái sự trải nghiệm của các bạn cái thứ hai là chúng ta vẫn phải có phương pháp viết bài nhá vẫn phải có phương pháp viết bài thì một số những cái vấn đề mà như chúng ta nói là nó sẽ là những cái vấn đề liên quan đến tuổi trẻ thì chúng ta có thể đề cập ví dụ như là tuổi trẻ ngày nay và những biểu hiện của lòng yêu nước tự hào dân tộc chẳng hạn lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc được không ạ hay là chúng ta sẽ có tuổi trẻ và những khó khăn thách thức những khó khăn thách thức được không ạ à? hay là chúng ta sẽ có ý chí sự sáng tạo được không ạ à? hay là chúng ta sẽ có gì ạ à? À, lòng nhân ái đức hy sinh lòng nhân ái đức hy sinh được không nào hay là chúng ta sẽ có lòng trung thực ý thức trách nhiệm lòng trung thực ý thức trách nhiệm về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là uh, giống như là gì ạ những cái khía cạnh về mặt phẩm chất đúng không những cái khía cạnh về mặt phẩm chất được không nào Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái vấn đề Chẳng hạn ví dụ như là à, Cuộc cách mạng 4.0 này Được không ạ? Hay là vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới này Hay là chúng ta sẽ có về gì ạ? năng lực tự chủ tự học này, giao tiếp hợp tác này. Đúng không? Giải quyết vấn đề và sáng tạo này, giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế này. Đó, giữ gìn phát triển tiếng Việt này. Giữ gìn môi trường này, vấn đề khởi nghiệp này. Vấn đề khởi nghiệp này. Hay là bảo vệ môi trường này? Được không ạ. Hay là gì ạ? À gì đây? Đó là giữ gìn tiếng Việt này. Vân vân. Thì về cơ bản là chúng ta có thể thấy là đây là những cái vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống, trong đời sống xã hội và đương nhiên đây là những vấn đề mà có những cái tác động rất là trực tiếp đến với tuổi trẻ. Vậy nên chúng ta mới có ở đây đó là gì ạ? Đó là cái trọng tâm mà chúng ta đang cần đi sâu. Đó là à, bàn luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ mà. Được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ có này. À, đây là một số những vấn đề gợi ý. Còn về cơ bản cái cấu trúc của dạng bài văn thì có lẽ là các em cũng đã biết rồi chúng ta sẽ có mở bài thân bài và kết bài đúng không ạ ở trong phần mở bài này đương nhiên là các bạn sẽ nêu được vấn đề nghị luận đúng không các bạn sẽ cần phải nêu được vấn đề nghị luận sau đó ở phần thân bài các bạn sẽ giải thích nêu hiện trạng hoặc là biểu hiện của vấn đề đúng không sau đó các bạn sẽ đi phân tích bàn luận sau đó sẽ chứng minh phải không ạ à? sau đấy thì sẽ rút ra bài học còn đối với các hiện tượng thì các bạn cũng sẽ giải thích và nêu hiện trạng hiện tượng đời sống đấy ạ à. Đúng không? Sau đó các bạn sẽ tiến hành làm gì? Nêu ra cái gì nhỉ? À, giải thích nêu biểu hiện hiện trạng này Nêu ra nguyên nhân Nêu ra hệ hậu gì ạ? À, nêu ra ảnh hưởng Ở đây có thể là ảnh hưởng tích cực Nếu như nó là một cái vấn đề tích cực Nhưng cũng có thể là những cái hệ lụy Tức là ảnh hưởng tiêu cực Sau đó thì chúng ta sẽ đề xuất những cái giải pháp Đúng không? và sau đấy chúng ta cũng sẽ rút ra bài học sau đó chúng ta sẽ kết bài về cơ bản thì đối với cái dạng viết theo bài văn này thì chúng ta vẫn cần phải xem và cần phải nắm bắt đề bài đang hỏi về vấn đề gì và từ việc đề bài đề cập đến vấn đề gì chúng ta sẽ tư duy đến cái phương pháp thích hợp để có thể triển khai bài viết một cách tốt nhất được không ạ À, về cơ bản thì những cái nội dung này chị Hiên cùng với đội ngũ đã chuẩn bị rất kỹ ở trong các khóa học rồi Và tuần này thì các bạn khóa học sẽ bắt đầu khởi động với bài kiểm tra đầu khóa để đánh giá năng lực đầu tiên Vậy nên nếu như mà các bạn mà muốn tham gia thì chúng mình có thể nhắn tin về nhá để tìm hiểu thêm và chị cũng rất mong là có thể được đồng hành cùng với các em để có thể chia sẻ thêm với các em về cách làm những cái dạng đề phần viết liên quan đến không chỉ là nghị luận xã hội mà còn cả nghị luận văn học nữa để chúng ta sẽ thật là vững vàng về cái cách làm và từ việc vững vàng về cách làm có thêm cái vốn tri thức thì các bạn sẽ có thể xử lý được đề thi một cách tốt nhất. Ok chưa nào? Vậy thì chốt lại khi chúng ta ôn về nghị luận xã hội các bạn nhớ giúp chị một điều đó là chúng ta sẽ cần phải học theo hai loại này phải biết làm hai loại này một là đoạn văn nếu là đoạn văn thì cái vấn đề đó sẽ là vấn đề được rút ra từ văn bản đọc hiểu có thể là một vấn đề chung có thể là một ý có thể là gì ạ có thể sẽ được đề cập ở đây là một cái câu được trích ra từ văn bản dạng thứ hai là dạng bài văn thì ở đây sẽ là một vấn đề độc lập với phần đọc hiểu và nhớ giúp chị là có thể triển khai đưa đề trong ba dạng nhỏ một là bàn về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ đây là dạng quan trọng nhất hoặc cũng có thể viết bài phát biểu hoặc là viết thư trao đổi đây là thêm hai hình thức nữa đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy để chúng ta có thể nắm được nội dung và chúng ta ôn cho nó chuẩn bắt đầu một cái quá trình học thật là sát với cái cấu trúc của đề thi ở trong năm tới chúng mình nhá ok không ạ à? thì đó cũng sẽ là cái nội dung ngắn gọn mà chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay rất hy vọng rằng có thể được gặp các bạn ở trong khóa học vip của học văn chị Hiên để chị Hiên có thể chia sẻ cùng với chúng mình về cách làm cũng như chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập theo một cái lộ trình thật là bài bản với một mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất ở trong một năm học đầy thách thức dành cho 2K7 nhá. Ok không nào? Rồi, còn bây giờ thì chắc là cảm ơn các em rất nhiều vì đã dành thời gian buổi tối chủ nhật cho chị và hẹn gặp lại các bạn ở trong uh, những buổi chia sẻ tiếp theo nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. À. Cảm ơn chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.